Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với trang số 27. Hôm nay chúng mình sẽ học bài Blow the Man Down và chúng mình sẽ ứng dụng dấu lặng là phần lý thuyết mà chúng mình đã học ở phía trước đó. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc tên nốt nhạc của bản nhạc này nhé. Bản nhạc này không có chỗ chơi hai tay cùng một lúc với nhau. Chính vì vậy cô sẽ đọc tên nốt từ đầu cho đến cuối luôn, cả khóa son và khóa pha. Bây giờ cô sẽ bắt đầu lấy nhịp 3 4 đều và cô đọc này. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rê, mi, rê, si, son, si. Rê, mi, rê, si, hai, ba. Rê, hai, ba. Mi, hai, ba. Đô, si, đô, la, hai. La, 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 la. Đô, si, la. Đô, si, la, mi, hai, ba. Rê, 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 hai. Đô, si, la, si, son, hai, ba. Đó là phần tên nốt nhạc. Thế còn bản nhạc này thì xuất hiện khá nhiều dấu lặng đúng không? Bây giờ chúng ta cùng quan sát nhé. Đây là dấu lặng tròn. Vậy chỗ này tay phải chơi thì tay trái các con đang nghỉ này. Rồi đến phần này, tay trái các con chơi thì tay phải các con phải nhấc ra khỏi phím đàn và các con nghỉ dấu lặng tròn này nhé. Và tương tự, những dấu lặng sau cũng thế. Các con lưu ý là cứ dấu lặng xuất hiện chúng ta phải thả tay ra khỏi phím nhé. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con trên phím đàn của bản nhạc này nhé. Các con cùng quan sát này. Ở bài Blow the Man Down thì các con cũng đặt tay ở vị trí đô trung tâm, nhưng chúng ta sẽ xuất phát từ nốt re của tay phải nhé. Phím re thì bên cạnh phím đô, chúng ta sẽ bắt đầu này. Còn ở tay trái thì nốt đầu tiên sẽ là nốt si. Như vậy chúng ta cũng chơi ngón 2. Chúng ta xếp ngón tay như thế này. Bây giờ thì cô sẽ đếm nhịp đều, cô chơi một lượt từ đầu đến cuối cho các con nghe nhé. 1, 2, 3. Re, mi, re, si, son, si. Re, mi, re, si, hai, ba. Re, hai, ba. Mi, hai, ba. Do, si, do, la, hai. La, 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 la. Do, si, la, do, si, la. Mi, hai, ba. Re, 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 hai. Do, si, la, si. Và vị trí đặt tay của bản nhạc này. Bây giờ cô Vân sẽ chơi với lại nhạc ở tốc độ chậm và nhanh. Các con cùng lắng nghe nhé. 2, 3, 1, 2, 3. Ở bản nhạc này xuất hiện một số chỗ có dấu lặng á, thì các con khi chơi đan xen tay các con phải thả tay ra nhé. Và chúng ta chơi xong tay nào thì chúng ta phải nhấc tay đó lên. Tốc độ nhanh. 1, 2, 3.
con bài Flutometal. Các con luyện tập bản nhạc này thì chúng ta lưu ý về vị trí đặt tay này, về vị trí phím ở trên phím đàn, về vị trí của nốt ở trên bản nhạc và về tư thế mà cô đã dặn trong rất nhiều bài học trước. Chúng ta cần chơi đàn ngồi thẳng lưng, chân đặt xuống sàn, khung ngón tay, thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay và gõ thật chắc chắn khung ngón tay nhé. Đó là tất cả những điều mà các con cần lưu ý và cô đã dặn dò rồi. Cô hy vọng các con sẽ nhớ và thực hành được tốt những điều mà cô dạy. Chào các con, chúc các con luyện tập bài này thành công. Hẹn gặp lại ở bài học tiếp theo nhé.